chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức ha thì cái video này á kênh kiến thức sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể tăng cái số lượng file hay còn gọi là danh sách file đó à, những cái file word mà chúng ta mở gần đây nhất thì thông thường đó khi mà các bạn kích vào cái phần file này nè thì các bạn sẽ thấy được những cái file mà chúng ta mở gần đây thì mình có thể bấm vào cái một more document các bạn sẽ thấy một cái danh sách như thế này à, tuy nhiên thì mặc định đó, nó sẽ cho chúng ta một cái danh sách cố định thôi thế thì nếu mà chúng ta muốn nhiều hơn để có thể truy sức những cái file mà chúng ta đã mở trước đó thì làm thế nào để chúng ta có thể tăng được cái số lượng này lên thì cách làm sẽ đơn giản như thế này các bạn cũng vào cái phần lúc nãy ha là file các bạn sẽ vào cái mục option chỗ này nè. Sau đó chúng ta sẽ được một cái cửa sổ là work option. Các bạn sẽ vào cái thẻ là advanced, tức là chuyên sâu ha. Lúc này chúng ta sẽ kéo cái thanh trượt này xuống. Các bạn sẽ tìm đến cái mục là hiển thị nè. Thì các bạn sẽ thấy có một cái dòng là hiển thị bao nhiêu cái tài liệu Word á, mà mở gần đây nhất. Thì con số 50 này á, là con số mà sẽ hiển thị cái danh sách hoặc đã mở gần nhất á, là bao nhiêu. Thì ở đây giả sử mình để con số 50 thì nó sẽ hiện là 50 file. À, các bạn đưa chuột vào thì nó nói là nó chỉ chấp nhận con số từ 0 cho tới 50 thôi ha. Tức là tối ra là 50 đó. Giả sử thì các bạn muốn con số 0. Thì cái trường hợp mà chúng ta nhập số 0 á, tức là nó sẽ không hiển thị cái danh sách những cái file mà chúng ta vừa mở. Còn nếu mà chúng ta nhập con số 10 Thì nó sẽ hiển thị là 10 file thôi Mình sẽ nhấn OK ha Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thử ha Các bạn vào menu file Thì các bạn sẽ nhìn chỗ này Cái phần mà hiển thị cái danh sách file word mở gần nhất nè Thì các bạn sẽ thấy là 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 file ha ngay cả chúng ta bấm vào cái mục More Document thì nó cũng chỉ hiện 10 file thôi à, do chúng ta vừa thiết lập bên kia là 10 à, nếu mà chúng ta thiết lập 20 thì nó sẽ hiển thị 20 cái file mở gần nhất ở đây thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều ha đã theo dõi cái video này các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới cảm ơn các bạn rất nhiều